8 thành phố Hồ Chí Minh mở tiệc ma túy, ăn chơi thâu đêm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổ công tác của công an phường 4, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính một căn hộ ở chung cư Thobas Elite, phường 4, phát hiện bên trong có nhiều nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần của Đặng Ngọc Tuấn, 19 tuổi, là người thuê căn hộ chung cư, có một gói ni lông chứa tinh thể trắng nghi là chất ma túy. Đồng thời, Tuấn tự giao nộp một số gói ni lông nghi chứa ma túy và khai đó là ma túy tổng hợp. Tuấn nói mình và Trí, Quang, Nam, Phúc cùng Hùng Tiền mua số ma túy này về để mở tiệc ma túy cho nhóm bạn sử dụng. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã mua ma túy khay về sử dụng trong đêm 30 đến rạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 2020. Qua kiểm tra ma túy, công an phát hiện cả 12 người đều dương tính với chất ma túy. Hiện công an phường 4 chuyển hồ sơ vụ việc cho đội cảnh sát ma túy công an quận 8 tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.